chào tất cả mọi người nha. Thì ngày hôm nay mình làm một clip ngắn gọn nói về vấn đề cho anh em dự định làm đi xe nha. Thì đi tại sao mặc đồ đẹp đi lên sóng không biết, anh em biết không? Tại vì ngày hôm qua mới đi đón về, đón từ sáng đến tối luôn, chiều gặp anh em trong gia đình, cho nên là anh tư ngủ về cái chưa về nhà luôn, lên xe ngủ chưa về nhà nè, cho nên là còn mặc một đồ đẹp, tiện thể mặc một đồ đẹp, cho nên là mình lên sóng mình trò chuyện với anh em luôn ha, để nó lao mặc đồ đẹp nữa mà đây nha. Đẹp xấu không quan trọng nữa, thì mình đặt vấn đề nói về vấn đề chính anh em nha. Hôm nay mình nói về vấn đề anh em, những anh em có rất nhiều anh em có những dự định mua xe nha, thì mình nói về toàn về vấn đề mua xe, hãy làm ngay đừng có chần chừ, nói là làm không chần chừ anh em nha, đừng chần chừ. Anh em muốn đầu tư thẳng tay, mình vừa thử thách bản thân mình, bây giờ có ít mua ít, có nhiều mua nhiều anh em nghe. Còn ví dụ như ơn mua xe mới thì cứ làm thẳng tay làm thật, mình mua mình gọi ngân hàng, mình tính cho anh em xem để anh em biết nha. Cái xe mình á là nếu anh em mua xe cũ thì anh em lựa chọn, có nghĩa là xe ok thì mình phải chú đấu, phải chú làm tốc độ anh em. Nếu mà anh em trường hợp mà anh em mua xe cũ ha, thì anh em nói chung là phải xuống tay làm liền nha. Nhưng mà phải để lại 100, dự trữ là 100 để mình chi phí, được chưa? Còn lại làm hết, tập hết, làm anh em có 700 nếu mà muốn mua xe mới là ngân hàng lo 30%, được chưa? Chị Ngân á, biết chị Châu Thị Ngân không? Bạn của mình á, chơi đi nè, Châu Thị Ngân hàng ha. Thì mình mua, mình nợ ngân hàng ví dụ như mua xe hiện giờ là tầm cỡ 1 tỷ, đào mốt xong nằm cỡ 1 tỷ tư anh em nghe. Thì trong 1 tỷ tư á thì mình nợ ngân hàng mình đưa trước 500 đi, mình còn nợ ngân hàng 900 triệu anh em nghe, mình trả trong vòng 5 năm thì mình cốt cốt á là một tháng tầm 20 triệu anh em, tính cả lãi lẫn gốc không mấy gì, thì anh em trả trong vòng 5 năm, thấy khó không? Cái xe nó của mình, được chưa? Mà anh em mà nói chung là nó về xe á thì em phải hay xui nha, không có ai may mắn, mình cũng không nói trước được vấn đề gì hết, phía trước mà nó còn nhiều cái để nói đâu. Ra ngồi tay nào tay này tay nọ, nói chung là rất nhiều để mình suy nghĩ. Nhưng mà liều một phát anh em, không có ai mà những dư dòi sổ số anh em mua mới đúng, đúng không? Nhưng mà mình khuyên anh em, ai có một suy nghĩ mua xe xuống tiền liền, đừng có chần chừ nữa. Chần chừ là chần chừ là không được, chần chừ là mình không có làm được. Mình nói là mình làm, ví dụ như mua xe anh em ráng đo đúng không, mua xe mua xe 400 gọi gì chạy, mình mua xe với 500 kia nữa, cái gì nó cũng có cái giá hết nè. Xe đồ ngon không bao giờ rẻ, anh em đi ăn tô phở rồi đó, tô phở ngon 30-40 có 15 ngàn đồ ăn cho ngon, không có, ở đây không có anh em nha. Có nghĩa là anh em muốn xe ngon chất lượng giá thành nó phải cao, cho nên là mình cứ xuống tiền để mình làm gỡ lại xe của
như mình 204, họ mua đến 500, tại sao mình mua 504 ha? Thì cái này mỗi cái thì giá thành nó khác nhau nữa. Thì anh em nhiều khi tính toán quá, cuối cùng là mình giặt chân tại chỗ, mình không có xe. Anh em hiểu không? Thời điểm này đúng là xe nó đắt thật, xe giả mạo luôn này, cao lắm. Nhưng mà mình thích thì mình cứ làm, xuống tay làm. Nha. Thì mình cũng đang dự định anh em, sắp tới sẽ có những cái trò hay nữa. Cuộc đời này không có ai cho không một cái gì đâu nè, cho nên là mình phải đánh đổi, chấp nhận, hy sinh. Có nghĩa là bỏ ra hôm nay, nhưng mà ngày mai mình lấy lại. Anh em nghe, mình nói, mình chia sẻ để những anh em nào đang có dự định xuống tiền mà chần chừ, mình làm gì đi nè, đừng có sợ. Bây giờ tuổi mình nó còn trẻ, những anh em mà đang xem trên kênh mình á, thì mình thấy đa số là tầm 18 đến 40 trở lại. Anh em nghe, thì trong phạm vi đó, những anh em nào mà có điều kiện thì xuống liền ha, không chần chừ. Mà mình nói cho những anh em đó biết, ai cần chia sẻ là liên hệ mình luôn trên Facebook là Tuấn Trúc Kim luôn anh em nha. Thì anh em vô đó, anh em kết bạn của mình rồi mình sẽ chia sẻ, mình sẽ hướng nói kỹ càng hơn. Có nghĩa là mình nói ở đây đã kỹ rồi, nhưng mà mình nói chung chung, có nghĩa là mình làm cầu đi anh em mà muốn như thế nào thì mình sẽ nói chia sẻ riêng với anh em luôn. Còn chung thì mình cũng nói là tất cả anh em là nếu mà anh em cần, thực sự cần thì xuống tiền liền ha. Còn cướp thì chạy lạnh cướp nhanh, chạy cỏng cướp lâu ha. Thì anh em phải có tiền xe phòng là, nhưng mà thắng cũng mau ấy mày. Mình làm một tháng nó trôi qua nhanh lắm, nó không có nói đâu. Cho nên anh em cứ làm đi, không có việc gì mình cứ làm. Mình chỉ sợ một hai ba tháng đầu là mình sợ thôi, còn những tháng tiếp theo thì mình không có sợ, tại vì những tháng tiếp theo thì tiền cứ chuyển về thì không sợ nữa em. Đấy là những cái gì mà mình muốn chia sẻ với anh em để anh em hiểu rõ hơn vấn đề, để anh em xuống tiền. Mình nói phải xuống nếu anh em có suy nghĩ. Còn anh em ngồi chờ xe rẽ ha, đồ rẽ ở một có. Nếu những anh em ở Đà Nẵng thì bây giờ Đà Nẵng thì xe không ra đó anh em nè, không phải giỡn đâu. Nên là mình mua về mình tùy anh em có điều kiện ưng chơi chờ xe mới luôn cũng được. Tại vì nợ ngân hàng có nợ mình mới có trả, mình mới lo trả, mình lo cài ha. Còn đừng có nghĩ nhiều, mình bây giờ tầm 40 tuổi trở đi rồi chấm ấy, anh em đừng lúc đó đừng nên làm, lúc đó mà đừng nên mua nợ ngân hàng sao đâu. Lúc đó là để cái tiền đó làm thuê đi, để cái tiền đó để dành cho con nó ăn học, anh em nè, mình nói thật. Còn bây giờ liêu, nếu mà có thất bại mình có thể đứng dậy được, đứng vững được, nhưng mà mình 40 tuổi trở đi thất bại anh em nản lòng không thể đứng dậy được, anh em hiểu không? Hồi nó làm lại từ đầu, bắt tất cả làm lại từ đầu, làm không được. Cho nên là mình khuyên những anh em nào còn trẻ, chưa vợ còn tốt, có điều kiện xuống tiền làm liền chiếc chậm thật luôn. Mình nói từ cái lòng của mình là mình thật lòng chia sẻ với anh em, chứ mình không có chỉ vẽ ấy, mình chỉ chia sẻ là anh em nay mà không nay. Vậy anh em có một cái định hướng rõ ràng hơn trong cái việc mua xe, còn cũ mới không thành vấn đề nữa, có thật. Còn biết là anh em mua đủ với tầm tay của mình thì không phải lo nha. Ví dụ như anh em mua chiếc xe, anh em có 700 triệu, anh em mua xe 500, anh em gì chạy ta khỏe. Nhưng mà có điều là cái xe anh em phải sửa và bảo dưỡng. Thay vì đó anh em mua xe mới thì phải nợ đau đau. Lúc nào mình cũng nghĩ tư tưởng nợ, hay là dịch bệnh phát là mình đứng hình luôn, thật sự cái đó là cái điều tất nhiên. Cho nên mình không thể nào nói toàn diện là nói
không kiến thức nha, mình chỉ nói chia sẻ với anh em. Những anh em nào thời điểm này hàng rất nhiều, những anh em cầm súng điện lon đi chạy, chạy to to, mình cũng thêm một chút mê tín, mong cho đi gặp bình an. Anh em em, mọi chuyện bình an là mình có thể làm ra tiền. Cậu xui rủi quá, không cái đó thì mình không có số, không có số làm sai. Ở thua đây, có những người bạn hay mình có một người bạn, nhưng mà mình xin phép giấu tay. Kể cả làm chủ hay là làm tài xế, chạy chiếc nào lật chiếc đó, chạy chiếc nào lật chiếc đó. Bây giờ phải tầm khoảng 7-8 chiếc rồi nè, bị 7-8 chiếc rồi. À, mình xin phép giấu tay, nhưng mà đó là thực tế, 7-8 chiếc rồi nè, lật xe. Không có số, không có cái tay nghề đó, nó xấu, nó không chạy lao nam đó. Nhưng mà không hiểu sao nó xui chỗ đó nè, xui mà mở. Mình thấy nhiều khi nó muốn khóc á, là bị xui quá mà nhận xe mua đi lặng ấy. Bởi ở Đà Nẵng học, thấy hắn học cũng sợ. Rồi mua xe ra rồi cũng lặng đầu bắt đó, là mình nói có những người như vậy ha, nó xui quá. Ở đây mình thì biết là cái chuyện đó nhiều khi họ kêu là không nên nói, nhưng mà đúng vì mình ít đặt vấn đề về ta nợ này nọ này, nhưng mà xui quá vậy thôi, trừ không có không được ha. Trừ có ai kỹ mà kỹ cũng nghệ nên đó, kỹ mà kỹ cái xui lưỡi họ mong cho mình hay là ngày nọ không biết trước được. Nói chung là mình nói vậy đó. Còn về vấn đề chính là nếu anh em có tiền xuống tiền làm liền làm ngay, để mình không phải sau này cảm thấy hối hận anh em. Đến bây giờ mình á, bản thân mình cũng có một chút hối hận. Mình hồi mình đang làm lúc mà chưa có vợ á, rất liều rồi đó. Nhưng mà không sao, cái chuyện gì nó cũng có từng bước ngoặt mình mới dốc liều. Nhưng mà yên tâm anh em, hôm nay anh em đã có mình sẽ hỗ trợ anh em hết mình. Rất nhiều anh em điện thoại cho mình là để hỏi về cái chuyện mua xe như thế nào, mình tư vấn rất chặt chẽ. À, thì những anh bạn ở Thanh Hóa, Nghệ An nè cũng có điện cho mình. Rồi anh bạn ở Gia Lai cũng có điện cho mình. Ở Đà Nẵng nói chung là rất nhiều anh em, nhiều lắm đó. Điện cho mình cũng mình đâu chạy như thế này, thì mình điện thoại mình nghe máy thì cũng tư vấn cho anh em để anh em biết là làm như vậy vậy đó. Trung bình quân tháng thu nhập anh em cũng được 50, hiểu chưa? Thì anh em bỏ ngân hàng, từ ngân hàng này nọ bao tiền cũng được 20 quả túi tiền tái. Không để anh em làm đi, làm liều đi anh em, không còn cơ hội đâu. Mình nói 40 tuổi làm gì nữa, đi dành tiền cho con. 40 tuổi mà có 500 triệu dành tiền cho con, đừng có làm liều, đi làm thuê. Còn mà ví dụ như 30, thăm mái 30, làm cứ làm, được cứ làm. Anh em không có sợ gì, có họ chúng ta ở chỗ này họ chạy ví dụ như 10 triệu, anh em chạy 9 triệu thôi. Mình làm tài mà quan trọng là hàng hóa đều là được đó, là mình định hướng cho anh em nữa. Nhưng mà cái hàng hóa nó nhỏ hơn ha, chứ không là họ kêu là mình phá giá đó. À, về hàng hóa mình chia sẻ nó nhỏ thôi, không biết có ai nghe chưa ha. Thôi hôm nay mình làm clip như vậy thôi, chia sẻ tới anh em, để những anh em nào đam mê biết yêu cái nghề này thì đã bước vô nghề, không phải là yêu nghề không yêu nghề nữa, chỉ là cuộc sống mưu sinh. Vì bản thân mình hồi trước á, đi mù loa là kêu tôi yêu nghề, nhưng mà đến bây giờ thì không có yêu nghề nữa, giờ chỉ vì cuộc sống mưu sinh nó đúng hơn từ đó, làm để lái lợi nhuận doanh thu về nuôi gia đình, đó là điều tất nhiên. Còn ai cũng là một người tài xế ao ước sở hữu cho mình riêng một chiếc xe, đó là điều tất nhiên, làm cái nghề nào cũng vậy. Cho nên thôi bây giờ
đừng quên nhấn like lên phía kênh và nhấn chuông để nhận những video mới nhất của mình. Ok anh em, bye bye, xin chào và hẹn gặp lại. Anh em nào muốn kết bạn trên Facebook của mình thì hãy nhớ là đúng chút ghi ha, không cần câu hỏi nữa nha. Ok, bye bye, xin chào và